Vâng, em xin chào toàn thể tất cả các bác nhé. Cũng là một người đã trải qua những cái giai đoạn của mua xe cỏ, có thăng, có trầm và có mua phải con xe nát. Và bây giờ thì cũng có đúc rút được một số cái kinh nghiệm và biết về một số dòng xe nó có chất lượng hay không. Thì hôm nay video clip này em sẽ chia sẻ đến các bác là dưới 100 triệu thì mua những cái dòng xe gì để nó ưu thế. Thì cái câu trả lời thì có lẽ là rất là nhiều người sẽ tìm thấy là một số dòng xe cũng có tên tuổi. Nhưng mà những cái bác mới mua xe, đôi khi các bác nhìn thấy cái hình thức nó khá là đẹp nhưng mà chưa lường trước được cái giá trị sử dụng về sau này và về nó phải sửa chữa nhiều không. Thì hôm nay em chia sẻ đến các bác về những cái dòng xe dưới 100 triệu đáng mua. Và khi mà mua thì mua những cái loại xe như nào để các bác mua về đỡ mua phải con xe nát và đỡ phải vất vả vì những con xe đó. Thì cái vấn đề này thì chắc hẳn là sẽ rất là ít bác chia sẻ. Đôi khi các bác biết nhưng mà các bác không nói. Các bác thợ thì các bác cứ khoe mẽ và là con xe này đẹp, con xe này chất, thì con xe này nó thế nọ thế kia. Rồi con xe này không taxi, không dịch vụ gì. Rất là khó bởi vì nhìn vào xe thì những cái người mà chưa mua bao giờ thì sẽ rất là khó phân biệt, và khi mà đưa đến cái các cái gala hoặc là đến những cái nơi mà auto các thứ nhiều cái bác cửa hàng lớn thì có khi là đỡ hơn bởi vì người ta lấy cái uy tín, lấy cái thương hiệu của người ta làm cái để mà người ta tồn tại được lâu dài. Còn những cái bác làm ăn chộp giật thì sẽ rất là nguy hiểm. Bác chộp giật là rất là nguy hiểm. Còn các bác chộp công khai thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Đó. Bác chộp giật thì bởi vì mình không biết là con xe này nó có tốt hay không. Còn những cái bác nào mà làm ăn nó rất là nhiều rồi ấy, thì nó sẽ có một cái gì nó uy tín hơn. Nhưng mà cũng ngoài cuộc sống thì không thể tin bố con ông nào cả. Bởi vì rất là khó để mà nhìn nhận được con xe tốt. Con xe nó chênh lệch một chút 10 triệu hoặc 5 triệu, chất lượng nó đã khác rồi. Thì xin chia sẻ các bác là trên thị trường thì có rất là nhiều dòng xe dưới 100 triệu. Thì các bác nên mua những cái dòng xe như nào? Điển hình thì các bác nên chọn những cái con xe nó chi phí sửa chữa rẻ, ăn ít xăng và phụ tùng nó rất là dễ. Và có cái chất lượng nó tương đối. Ví dụ cái dòng xe tầm 30 đến 50 triệu thì cái từ 30 40 triệu đổ xuống 30 triệu các bác bỏ đi cho em. Khó quá các bác bỏ qua. Thì đừng mua những cái dòng xe giá tiền như thế. Thì các bác động vào nó, ví dụ con Matiz dưới 40 triệu thì nó còn cái gì đâu ạ? Nó chỉ còn cái cục sắt, nó chỉ còn lại dĩ vã, nó chỉ còn dư âm cái tên tuổi của cái tên Matiz thôi. Còn cái thương hiệu thôi, nó chả còn cái gì cả. Vì em dám chắc với các bác đó là một con xe nó đã rất là nát rồi. Thì các bác mua Matiz thì các bác cố gắng mua con xe tầm độ 50 triệu cho em, 50 triệu, 60 triệu. Thì các bác về các bác sửa mất 5 triệu thôi, hay 3, 4 triệu thôi. Các bác mua con xe 35 triệu, có Matiz 35 triệu. Nhưng mà các bác về các bác phải sửa nó thậm chí 15 triệu, thậm chí 20 triệu. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn đi một con xe xấu, một con xe rất là nát, rất là cũ. Khi mà bán thậm chí bán được 32 triệu, lỗ 3 triệu cộng 15 triệu là các bác lỗ 18 triệu. Đó thì các bác thấy cái đường nào hơn? Đôi khi bác tiếc 10 triệu thì các bác nuôi ông thợ 18 triệu, thậm chí nuôi chị 20 triệu, 25 triệu. Tại sao em nói như vậy? Có rất là nhiều người tính là kinh tế là mua một xe rẻ nhưng thực tế không rẻ một chút nào. Tại vì theo quan điểm của em thì đã đi rồi ấy, thì những con xe cỏ này, cũ nát này về chắc chắn phải sửa, và không sửa thì chắc chắn là không đi được, chắc chắn là không đi được, trừ khi các bác mua con xe 45 triệu, các bác có tinh ý, các bác tìm hiểu được nó tốt hơn ý. Các bác xăm soi được là con xe này ở mức trung bình khá khá trở lên, chứ còn không là các bác không sửa là sẽ không đi được. Nó không dễ chịu như xe máy đâu ạ. Đừng nghe những cái ông mà bảo là có 40 triệu không đi xe này đi xe gì, các bác có 40 triệu, 50 triệu hoặc là 45 triệu, tội gì đi xe máy, tội gì đi Ablade, đi ô tô sướng điều hòa đầy đủ.
Nhưng thực tế thì không phải là thế rồi các bác ạ. Matiz thì các bác mua tầm độ 45 đến 60 triệu các bác nhá. Còn có một cái dòng xe chất lượng nữa, đó là dòng xe Kia CD5. Con xe này động cơ rất khỏe, hình thức thì hơi xấu tí thôi. Nhưng mà nếu như các bác nào biết thì cái con xe này lại là một con xe chất lượng rất là hay ở như vậy. Dòng xe Kia CD5 có tiếng là độ bền, chạy chắc chắn là hơn Spark, hơn Matiz, thân vỏ nó ok hơn. Có, nhưng mà các bác phải tìm được con nào nó khá khá một chút, đừng có tìm con nát quá. Nát quá thì có bền mấy thì nó cũng nát thôi, bởi vì các bác gặp với bác chủ các bác phơi nắng quá nhiều, các bác không chăm, không có nán ở trong nhà thì chắc chắn là nó sẽ là chất lượng đi xuống, và các bác đi các bác không giữ gìn nữa thì chắc chắn là đi xuống rất là nhiều. Các bác dùng 1 năm bằng người ta dùng 7 năm đó, thì đó là điều đương nhiên rồi. Đó là cái dòng xe thứ hai các bác đáng mua, và giá tiền nó cũng chỉ rơi vào khoảng 40 đến 60 triệu thôi, Kia CD5. Còn một cái dòng xe nữa là Honda Accord. Dòng này cũng rất là rẻ, đời 1992 đến 96, 98 gì đấy. Dòng này thì theo các bác có lên mua không ạ? Cái dòng này thì em xin thưa là chất lượng máy thì khá là tốt, của Nhật, máy nổ rất là im. Nhưng mà con xe này mà các bác không nên mua nhá, tạm biệt ngay. Tại vì con xe này nó lâu năm rồi, nó sẽ phụ tùng chi phí nó sửa sẽ đắt, và rất khó để lựa chọn vì nó quá lâu rồi. Ở bên Nhật Bản người ta vứt, người ta vò nát, người ta cho tái chế lâu rồi. Nhưng ở Việt Nam thì các bác vẫn chạy xỉ khói đen là. Nhưng mà thực tế thì không nên mua các bác nhé, tại vì con này nó hao phí quá nhiều rồi, và cái mức độ ăn xăng của nó chắc chắn sẽ rất là nhiều, nên là các bác còn ít tiền đừng nuôi những cái dòng xe như vậy. Đó, điển hình được hai con xe rồi các bác nhé, Kia CD5 nếu mà không sợ xấu thì mua ok, với con Matiz ở mức độ đừng mua rẻ quá. Tiếp theo là một cái dòng xe Lanos. Lanos thì thật sự là có hai dòng, một bản Việt Nam, một dòng nhập khẩu. Cái dòng nhập khẩu thì em thấy cũng khá là được, nhưng mà cái dòng Việt thì không nên mua. Và hai cái dòng này thì dòng nhập thì hiện tại thì cái dòng xe Daewoo, với bản thân em thì 70% thì không nên mua, tại vì cái dòng xe Daewoo cái bộ máy của nó không được ổn định lắm các bác ạ. Lanos nó không được ổn định lắm, và nó hay bị òa ga hơn những cái dòng xe khác, và có trải nghiệm và cảm nhận với các bác thợ là bác khuyên là không nên mua. Thì em cũng lấy cái ý kiến kiến từ người thợ rất là rõ ràng, tiếp xúc rất là nhiều lần, họ bảo không nên mua. Còn về chất lượng cái dòng Nubila nhập thì chạy đầm hơn Matiz, sẽ đầm hơn Spark, nhưng mà phụ tùng sửa chữa nó với lại nó sẽ dễ bị trục trặc, nên là em tính cái hướng an toàn thì không nên mua cái dòng đó. Tiếp theo là dòng xe Spark. Dòng xe Spark thì sẽ nếu như mua cái dòng giá tầm độ 75 triệu trở lên, nhiều bác cứ mua còn 60 triệu thì thật sự các bác là tầm tiền đó hơi khó, và rất khó để kiếm được con xe ngon. Thì các bác mua con xe tầm 73 triệu trở lên cho em, đừng mua con xe nát quá. Nát quá nó có cái giá của con nát. Và những cái bác thợ hoặc là những bác nào định giá được là cái chất lượng con xe này nó như thế nào rồi, thì em khuyến cáo các bác là dòng Spark là cũng rất là dễ chịu thôi. Chi phí sửa chữa của con Spark rất là rẻ, nó cũng gần như con Matiz, bởi vì nó là Matiz 2 và Matiz 3 đó. Thì Spark thì các bác cũng phải sửa chữa một thời gian 6 tháng thì nó ổn định lại, thì nuôi con này rất là kinh tế và ăn rất là ít xăng. Và các bác mua con xe 7 80 triệu các bác chạy vài năm cũng chỉ lỗ 10 triệu thôi. Các bác mua con xe 60 triệu 55 triệu là các bác ốp vào cho nó 15 20 triệu hoặc 10 triệu. Các bác bán lại vẫn giá 55 triệu hoặc là 50 triệu, rất là buồn. Tiếp theo là dòng xe Kia Spectra. Dòng xe này thì khá là bền, khá là chắc chắn, nhưng mà các bác nào chịu nuôi được xăng nó thì nó ăn ngang ngửa con Lanos. Nhưng mà nó chất lượng hơn con Lanos thì dòng xe này khá là ổn, nhưng mà gầm khá là thấp. Đó thì các bác nếu như các bác nào nuôi được nó thì Kia Spectra nó là một cái thương hiệu tốt hơn thì nó sẽ ổn định hơn. Đó, dòng xe này thì được cái rộng rãi và có rất là nhiều cái ưu thế với một cái con xe mà có thương hiệu Kia Spectra. Thì mỗi cái là
nó ăn xăng hơn một chút thôi, nhưng mà về cái máy móc của nó thì con xe này tốt. Tiếp theo là một cái dòng xe nữa, đó là cái dòng xe Kia đời 2007 đến 2008, 2006 đến 2008 phiên bản nhập, thì hiện tại thì nó cũng rơi vào khoảng 75 đến 90 triệu. Thì cái dòng này thì ok, dòng này ok nhất các bác nhé. Thì dòng xe này, nhưng mà các bác phải tìm được cái chất con xe còn chất lượng, dòng này ok. Thì xin chia sẻ với các bác là mua Kia là thật sự là một cái lựa chọn khá là tốt ở trong cái tầm giá này. Tiếp theo là một cái con xe La City đời 2004 đến 2007. Thì cái dòng xe này nó sẽ rất là lâu rồi và sẽ có cái sự hao phí nhiều và dễ bị không an toàn, và nó cũng uống khá là nhiều xăng. Mặc dù động cơ nó khá là khỏe, nhưng mà em khuyến các cáo các bác đừng mua cái con La City tầm 70 đến 90 triệu. Thôi, bye bye con xe đấy đi, để em hướng tới cái sự an toàn chia sẻ với các bác, chứ các bác đừng mua cái dòng xe đấy. Tiếp theo là có một cái con xe Ford Laser. Con xe này thì cũng chất lượng máy móc cũng được, nhưng mà phụ tùng nó hơi hiếm rồi các bác ạ. Cũng không hẳn là hiếm hẳn, nhưng mà nó hơi lạ một chút để không an toàn, thì em không khuyến cáo các bác mua. Và tiếp theo có một cái dòng xe nữa là Mazda 323, thì em thấy là được, nhưng mà nó hiện tại thì nó cũng khá là ăn xăng rồi. Thì những bác nào mà đủ kinh tế tiềm lực nuôi xăng nó thì con này được, chất lượng được, nhưng mà các bác phải tìm con xe đừng chảy dầu chảy mỡ nhá. Nó cũng rơi vào khoảng độ 60 đến 80 triệu thôi, nhưng mà đến khi chán bán thì rất là khó bán, không bằng Spark đâu. Spark các bác tìm được con xe đẹp, đến lúc bán vẫn khá là dễ bán. Đặc điển hình là Spark rất dễ bán, không có khó bán đâu, trừ khi các bác chọn con xe nát. Còn một số dòng xe nữa thì em nó là dòng lạ và nó không an toàn, thì cũng em cũng không chia sẻ các bác những cái dòng đấy làm gì nữa. Cứ những cái dòng nào an toàn và tiết kiệm xăng, dễ sửa chữa, phụ tùng rẻ thì các bác định hướng cho em. Mình mới chơi thì mình phải hướng tới một cái sự an toàn và một cái sự gọi là nó sửa chữa bảo dưỡng rẻ tí để mình còn có tiền mà nuôi nó, và nên mua một con xe nó tốt một chút, đừng mua con xe nát quá thì các bác sẽ yên tâm hơn. Xin chúc các bác mua được một con xe tốt, dù là mới mua nhưng mà sẽ chọn được con xe tốt. Em cũng chia sẻ những cái gì chân thực được nhất mà em biết được đến tất cả các bác. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh em nhé. Xin chào các bác.